con? Dạ. Chú đến đây có gì vậy? Cho chú hỏi thăm ở đây có nhà nào gặp hoàn cảnh khó khăn vậy con? Dạ có nhà chú. Ba bà dì Sáu rất khó khăn. Chú có gì không mẹ chú? Chú làm canh du tôi về con, chú tìm những gia đình gặp khó khăn á, chú đăng lên mạng để kiếm những nhà hảo tâm để trợ giúp cho người gặp khó khăn con. Vậy thôi con, chú xin phép chú đi quay hơn con. Dạ. Chào, cảm ơn các con nha, chào các con nha. Bye bye, chào con. Chú về ha. Ủa chú ở đâu vậy? Chú ở thành phố chúng đi quay con. Hả? Sao mấy trăm cây số mà xuống tận tới đây quay hả? Con. Thôi chú chào các con, chú về đây. Dạ. Rồi, chào chú. Chào chú. Chào chú. Chị ba hồi nãy có ông qua trước cửa nhà mình á, để người ta đi, nhà mình không có cái gì đâu mà để mất. Vậy hả chị ba, thôi em về đây. Bánh ngon không con? Ngon. Con hả, con đang ăn á, người ta nhìn con hoài. Con đừng nói vậy, người ta khó khăn hơn nhà mình. Nhà mình cũng khá giả, cho nên hàng xóm phải giúp đỡ nhau. Hồi sáng mẹ đi chợ mua rau nhiều, cho nên con lấy một nửa rau cho cô ba đi. Dạ. Một gói mì tôm cho cô ba và một gói mì tôm cho cô Sáu nha con. Dạ. Có gói rau. Cô mẹ cũng đây. Cô ba có nhà không cô ba? Cô kiếm cô ba mới chuyện gì vậy? Cô ba cho biết rau. Cảm ơn Xuân nha. Dạ. Xuân về nói với mẹ là cô ba cho cô ba gửi lời cảm ơn mẹ con nghe. Dạ. Cô ba cũng đây. Cảm ơn Xuân nha. Dạ. Cô Sáu, con về con nói cô Sáu là cô Sáu gửi lời cảm ơn mẹ con nha. Thì cô Sáu con về. Cảm ơn Xuân nha. Dạ. Ôi, quê.
rồi vô YouTube của chú, là em thấy hoàn cảnh gia đình của chị rất là khó khăn, cho nên là em có một món quà nhỏ nhỏ để gửi cho chị. Dạ, em cảm ơn chị, em cảm ơn anh. Dạ, một món quà nhỏ có dạ gì hết đồng số tiền. Dạ vậy em. Thôi, chị về nha. Em trong coi nhà cửa. Thôi anh ở đây chơi nha, em về coi nhà. Dạ. Ủa, cái chú này bữa hổm qua trước cửa nhà mình nè. Để mà con. Dạ, chị một món quà nhỏ, vậy chị làm lấy một số tiền. Rồi xong, dạ, đây là một món quà nhỏ em gửi đến chị. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, một món quà nhỏ, vậy lấy một số tiền rồi em gửi đến chị. Số tiền này rồi chị làm gì? Còn trong cuộc sống sinh hoạt của chị. Em sẽ mua lá lập lại căn nhà. Còn bao nhiêu số tiền em sẽ mua dê để chăn nuôi. Dạ, nhà, dạ vậy con nhà của chị còn sẽ bị mua dọc của trong người kìa. Em chào chị rồi em đi mua dĩa sáo. Dạ, để em. Nãy em cảm ơn anh nhiều. Dạ, chị đừng có cảm ơn. Rồi cho một mình em vì có chú này, cho nên rồi em mới biết được hoàn cảnh của chị rất là khó khăn. Con cảm ơn chú. Dạ, con. Dạ, vậy là em đi qua nhà. Dạ, em đi qua nhà chị Sáu nha chị. Dạ, để em dẫn anh đi. Dạ. YouTube của chú, em thấy hoàn cảnh gia đình của chị rất là khó khăn. Rồi cho nên rồi em có một món quà nho nhỏ để gửi đến chị. Thì được, em cảm ơn anh. Dạ, một món quà nho nhỏ với một số tiền em gửi đến chị. Một số tiền này rồi chị làm gì ở trong cuộc sống sinh hoạt của chị? Một số tiền này chị mua lá làm lại căn nhà. Còn bao nhiêu tiền chị mua gà với mua vịt để chăn nuôi. À đúng rồi, rồi vậy mua nhà ở kia bị lũng khổng trơn rồi kìa. Rồi vậy em chào chị, em đi về. Dạ chào chị rồi em về đây. Chào anh. Chào chị. Dạ chào chị em về. Ừ anh về đi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ bye bye con. Em đi về đây, em sẵn rồi cho chị hai nữa. Ừ em. Chào chị Tháo, em đi về. Em đi về đây. Chị không lấy đâu, gần sớm có nhau mà. Thôi chị nhận đi. Ờ vậy thôi, chị cảm ơn em. Chị ơi em cũng cho chị một chút đồ ăn nè. Ờ cảm ơn em rất nhiều. Bé Su, cô ba tặng cho bé Su học đồ chơi này nha. Chào chị hai em về. Rồi vậy chị hai bé Su về. Ờ vậy em về đi. Bé Su, ba cô ba về nha. Ừ, bye.